Rồi, hello anh em nha. Tiếp tục em lên những mẫu xe cho anh em ha. Nay cửa hàng về xe rất là nhiều ha, xe đẹp, xe ngon, bổ rẻ luôn. Anh em nào có nhu cầu mẫu nào thì alo em ha. Do xe về quá trời nên là em sẽ làm một clip ba xe luôn, cho nó nhanh, anh em coi được đã hơn, nhiều xe hơn. Rồi, mẫu đầu tiên là mẫu Bentley 302S ha, ABS luôn, biển số Sài Gòn, giá là 78.800.000, đăng ký 2020. Rồi, đằng xa xa kia là mẫu CBR 150R ABS luôn, đăng ký 2021, giá là 60.800.000, biển số tỉnh nha. Kế bên luôn là mẫu Honda SH 125, biển số Sài Gòn, giá là 79.800.000, đăng ký cuối 2020. Ô đồ cực kỳ lướt luôn, mới có 5k thôi, xe keo trong nguyên con, bén sao bén luôn. Khách bên em up mô tô là toàn là xe cọp, xe beo không à. Rồi, đi đầu tiên luôn để giới thiệu cho mọi người nhanh gọn lẹ luôn là mẫu Bentley 302S này, biển số Sài Gòn, giá 78.800.000, màu đỏ tươi, siêu đẹp luôn, màu này màu chất lượng luôn nha. Đây là một trong những dòng xe mô tô phân khối lớn mà giá cả rất là ok, hai máy nổ là bốn máy, như bốn máy vậy, nổ khá là hay. Ốc tán rồi, mọi người thấy không, upside down ABS sáng trưng nè, đó ti phục rất là đẹp, ngon lành cành đào luôn đó, quá trời đã luôn nha anh em. Thì mẫu xe này rất phù hợp những anh em nào có tài chính thấp xíu nhưng mà thích đi phân khối lớn nha, tiếng máy nổ khá là hay luôn. Thôi, lát hồi em sẽ nổ máy cho mười nha. Thì đợt đời này thì được cải tiến rồi, được thêm ABS ha, nên là đi khá là an toàn. Đây, xe được trang bị che két chống đổ, những cái món đồ chơi cơ bản thôi, màu rất là đẹp nha, đó, chói lóa luôn. Em còn một mẫu xe cũng biển số Sài Gòn luôn đó, giá là 84, xe ô đồ thấp càng hơn đó, chất lượng, có đồ chơi, có bồ các thứ. Đây, dòng xanh dĩa cực kỳ đẹp, quá trời đẹp luôn, quá trời keng, quá trời cộp. Công tắc ABS rồi, cái nút set đồng hồ thì full màn hình LCD luôn, rất là đã. Vỏ trước vỏ sau còn rất là dày á, anh em tha hồ đi chạy tour đồ luôn, khỏi phải lo, khỏi lăn tăn nha. Xe cọp xe beo không à, xe em rửa sạch sẽ trong ngoài cho anh em hết rồi, anh em về là sử dụng liền luôn, như xe đập thùng thôi, đó, mới chát luôn nha, quá đẹp, quá trời kẹn luôn. Biển số Sài Gòn anh em sang tên rút hồ sơ đều ok hết, đó, trắng bùng rồi các thứ các kiểu, quá đẹp luôn. Dĩa thẳng nè, dây cui à, ốc tán thì sáng trưng hết, heo đồ này nọ nè, heo Bentley luôn, hãng Bentley là xài đồ Bentley không à, tất cả luôn, quá đã. Phuộc dắt qua một bên nhìn như Ducati vậy, ha, nhìn như dáng Monster, khá là đẹp, có phuộc chả bá lửa, bự ơi bự, nhìn chất lượng luôn á, ốc tán đồ này nọ, xuất sắc luôn nha, quá trời đẹp luôn nha anh em, đỉnh của chớp. Rồi thì bây giờ em sẽ sơ một dòng xe thôi cho anh em xem thôi, tại vì xe chất, xe nguyên bản, nguyên zin, xe đẹp keng. Giờ em sẽ test tiếng máy cho mọi người ha, tiếng máy nổ khá là hay, hai máy mà nổ như bốn máy. Nhiều người, nhiều anh em thích chơi dòng này là chơi về cái tiếng máy đó, rù rì không, hai máy thôi mà nổ cực kỳ chất lượng luôn nha anh em, quá đẹp luôn. Đèn led đó, đồng hồ điện tử đó, báo ABS, báo xăng đủ đó, quá đã luôn, bồ khá là hay. Rồi anh em mà có nhu cầu thì alo dùm em ha. Đó, em tiếp tục qua mẫu thứ hai cho anh em, đỡ phải chờ lâu nha. Rồi tiếp tục mẫu thứ hai,
Honda CBR 150 ABS biển số tỉnh ha, anh em rút hồ sơ sang tên đều ok hết nha. À, đây, để em về xe lên tí xíu. Rồi, giá là 60.800.000. Phiên bản này là phiên bản cũng khá là mắc nhất sau so ngang giá với bản HRC nha. Bản đặc biệt màu đen nhám, à, cực kỳ chất luôn. Nhiều anh em rất là thích màu này ha. Đó, xe rất là khá nha. À, nè, vỏ gai còn lỉnh thỉnh luôn, quá trời luôn, chì cui à. Đó, anh em thấy không, vỏ gai chất xe còn rất là đẹp. Đây, ốc tán sáng trưng, dày dày cui đó, ti phuộc ngon lành. Nói chung là xe này lướt ô đô máy, ô đô thấp mấy ngàn à, nên là chất xe rất là đẹp, màu đen. Màu đen nhám á, đen, đen xám chứ. À, quá đã luôn. Màu thì ken. À, CBR này thì được thổi công nghệ vô cũng khá là nhiều ha. Upside down của Showa nè, phuộc sâu phuộc chiêu cũng Showa luôn. ABS hay kênh. Đó, ngon lành cành đào luôn. Phom dáng thì rất là ngầu, so ngang ngửa dáng CBR 250RR luôn. Ốc tán đồ đạc thì sáng trưng, anh em khỏi phải chơi nè, rất là đẹp. À, thấy không, cực kỳ nét luôn, cực căng luôn. À, lên được cổ bộ về gác chân ra phía sau xíu cho nó ra một cái dáng sport xíu ha. Đó, ốc tán đồ này nọ là ngay bon luôn, tuyệt vời mặt trời luôn nha, quá đẹp. Màu xám nhám, đồ zin đầy đủ, bô zin đô zin còn đầy đủ cho anh em luôn. Nên anh em nào muốn sang tên đúng hồ sơ đều ok hết nha. Bên em bán xe chỉ chơi xe hải quan chính nhập thôi, không có chơi mấy cái xe giấy thì thanh lý hoặc là giấy mẹ bồng con gì hết trơn á, đó, không có chơi, sợ đụng vô mấy xe đó lắm. Quá đẹp luôn, xe cực kỳ chất. Ngoài ra bên em còn hai mẫu xe ở đằng xa xa kia, anh em cũng thấy một chiếc à, cũng biển tỉnh ô đô mới có 1.000 mấy cây à. Đó, phiên bản màu HRC, màu đỏ, cực nhất nách luôn. Nhôm sinh dĩa nè. À, xe này được lên bộ nhôm sinh dĩa cũng khá là xịn sò. DAD, à, dĩa sau là 7075 bằng nhôm gì đó mọi người. À, made in Thái Lan gì kìa. À, dĩa sau bằng nhôm. À, đi xe nó sẽ nhẹ hơn và nó sẽ êm hơn. Hay gác chân nè, về ra thì mình sẽ có một cái tư thế nó chân cao lên xíu, nó thuần sport hơn. Rồi cơ bản thì xe cũng là xe zin từ đầu tới đít, nên là em sẽ đi lướt sơ qua. Đó, thì clip nó cũng ba xe nó cũng hơi dài, thì em sẽ đi lướt nhanh thôi. Ô đô mới 7k, bô zin êm ái nhẹ nhàng. Anh em nào thích đi bô độ thì chơi bô độ. Cơ bản máy này là lip on nên anh em muốn chơi kiểu gì cũng được hết. Hệ thống đèn led luôn nè, quá đã luôn, rất là ngầu nha. Rồi, Honda CBR 150 ABS đăng ký 2021, giá là 60.800.000. À, anh em sang tên hồ sơ đều ok hết nha. Rồi, quá đẹp luôn. Rồi, tiếp theo em qua mẫu xe của gia đình. À, rồi mẫu cuối cùng luôn nha anh em. À, em cũng hơi phê phê rồi đấy. À, mọi người xem tới giờ này là em cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Honda SH 125, một chiếc xe tay ga, à, dành rất là đỉnh đẳng cấp luôn. Biển số Sài Gòn, giá là 79.800.000, đăng ký 2020. À, cực kỳ đẹp luôn, màu đỏ đô của nhà Honda, xe được dán keo trong nguyên một con luôn. Ô đô mới có 5.000 thôi nên chất xe cực kỳ đẹp luôn, mức rượt à. Tem thông số đồ đồng đầy đủ luôn nè, quá đẹp. Ốc tán là lên 7 màu hết cho anh em luôn á, cực kỳ chất luôn á. Smart key chống trộm tuyệt đối luôn. À, nó có nó thì cũng hỗ trợ được cho anh em được phần nào thôi, chứ còn ý y quá cũng mất như chơi à. Đó, cực kỳ đẹp nè, chất xe là ok, ngon lành cành đào. Anh em có thể nào anh đó, anh em có thể là mua cho vợ về đi, à, rất là ngon nha.
làm cành đào luôn. Nói chung xe thì keo trong nguyên con thì chạy xước thì nên có thể lột keo ra là ngon lành liền ha, không vấn đề gì hết. Đó, biển Sài Gòn sẵn hết, ốc tán rồi sáng chân à, không quá trời đẹp luôn này nè, đó, cực kỳ đẹp. Thì mẫu xe này thì cũng khá là cơ bản đơn giản thôi. Mua về cho vợ đi chợ rồi chở con đi học luôn là ngon lành luôn, sướng luôn á, cao ráo thoải mái, học đi xa hai người rồi cũng sướng. Đây. Nào, quay chi tiết cho anh em luôn, ô đô 5.000 nha anh em, máy móc êm rung, đồ Honda thì khỏi phải chơi rồi, chất tới từng cm, dĩa ốc tán rồi len ken luôn, scan span hết. Chốt deal được mẫu tay ga cuối cùng. Tua xe này cũng không có gì review nhiều ha, đơn giản quay sơ sơ cho anh em tham khảo từ A tới Á là ok rồi. Đó. Quá đẹp luôn. Honda SH 125 biển số Sài Gòn nha, Euro 5.000, giá là 79.800.000, đăng ký 2020. Anh em nào có nhu cầu thì alo giùm em ha. Rồi, kết thúc clip dài 3 xe ở đây. À, cảm ơn em đã xem và theo dõi. À, mọi người thấy hay cho em xin một like, một subscribe ha. À, ngoài ra bên em còn rất là nhiều mẫu mã xe, anh em có thể tham khảo thêm trên website thimotothudức.vn. Đó. Xe cổ tụi em cập nhật hàng ngày trên đó luôn. À, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye 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 bye. Em giới thiệu em là Thi, Mô Tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải qua chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao ta? Cái mình thì mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này cái chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn. Đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi. Thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm, tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha, nhớt Motul với là Fuscolin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó.
mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó. Tiền của em đây quá trời lớn luôn nha. Chạm xe lốt. Đó. À em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết. Miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được. Nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Emboss nè. Có ba hình thức trả góp. Nè, trả góp qua Emboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, thiếu bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người. Gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn. Đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết. Nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó. Em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị. Xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết. Có ship xe cho anh em ở tỉnh nha. Có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng. Thì tầm có triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết. Hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không? Quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó. Ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha. Alo giùm em, mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn con người này người kia. Thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu. Mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới mình xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào. Rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.